Supersale.vn giảm giá nick càng thông tin đến 50% và đặc biệt rằng có bán quân huy giá rẻ. Nếu bạn nào có nhu cầu mua quân huy giá rẻ hay mua nick thì các bạn đừng quên vào Supersale.vn có bán quân huy và nick giảm 50% tất cả các bạn ơi. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi gắm cho toàn thể tất cả các bạn một clip Violet đi rừng. Mà Violet thì nói chung rất ít đi trong khu vực rừng này. Thì đến với Cương Lao thì mình sẽ giới thiệu, hướng dẫn anh em một build đi rừng rất hay. Thằng Nagaroth cướp đường tàu giết mới chết luôn. Cái gì đấy? Ủa, trời ơi, thằng Nagaroth, ôi chưa bá trật anh em ạ. Đủ đám khóc, đủ góc, máy và đủ đám chỉ mang cái pha cuối. Ngon lành kênh đào. Đấy. Thì clip này thì mình hy vọng anh em có thể là lên được build này của mình. Thì các bạn sẽ vào chơi đi, thì nó sẽ rất hay. Mình sẽ phân tích lại một chút về Violet. Violet ngày xưa thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào chiếu 1 rất nhiều, gọi là double chiếu 1 đấy. Thì ngày nay chúng ta không còn sử dụng và phụ thuộc yếu tố vẫn nhiều với chiếu 1 nữa, mà chúng ta sẽ còn phải bắn thương rất nhiều và tận dụng vào cái yếu tố bắn thương. Thì nó giống như một vị tướng xạ thủ đích thực, thì chúng ta sẽ bắt buộc phải có tốc độ đánh để đánh. Thì clip này mình sẽ lên cung và kết hợp với dây tốc độ đánh để cho chúng ta có thể có được một cái lượng tốc độ bắn rất tốt đối với Violet khi chúng ta không còn phụ thuộc quá nhiều chiếu 1. Vốn gì đang chiếu 1 khi bắn xong thì nó còn 3 đến 4 giây hồi chiếu. Trong 3 đến 4 giây đó chúng ta sẽ phải nả được tầm 7 phát bắn. Mà 7 phát bắn đấy thì mình sẽ lên build cung, dây và phức hợp kiếm đầu tiên, 3 build đầu tiên các bạn nhé. Và tiếp theo sẽ là thành kiếm và tiếp theo nữa sẽ là thương xuyên phá và tiếp theo nữa sẽ là đánh pha niếp. Đấy là build của mình. Bằng ngọc mình đã gắn cho anh em xem rồi. Đấy, ủi cướp được ngon lành kênh nào luôn. Đấy. Cách chơi Violet thì phiên bản này thì Violet giai đoạn đầu game nó rất yếu. Không phải khá yếu nữa mà rất yếu. Khi các bạn đi rừng ở giai đoạn đầu thì chắc chắn rồi, cái việc farm tối ưu là cái việc cần thiết, bởi vì là xạ thủ không bị tướng nào mạnh đâu game trừ Elandor đâu. Elandor thì farm nó rất là tốt rồi. Cho nên là chúng ta sẽ phải farm làm thế nào phút thứ tư, thứ ba, thứ tư chúng ta phải có một lượng đô nhỏ để chúng ta có thể là có mắt giao tranh. Còn khi chúng ta giao tranh, các bạn hãy nhìn cách mình chọn vị trí bắn. Hãy nhìn đi, các bạn hãy nhìn đi. Đúng. Mình chơi Violet theo thiên hướng sát thủ, gọi là vào sau combat hoặc có đánh combat thì mình luôn luôn là tuyến cuối cùng. Mình không được tham. Các bạn chơi Violet mùa này các bạn không bao giờ được tham, bởi vì các bạn như nào ạ? Khi ngày xưa ấy, thì khi chơi Violet mình nói, khi các bạn chuẩn bị giao tranh combat, các bạn sẽ phải lướt chiếu 1 trước. Đấy. Nhưng bây giờ mà lướt chiếu 1 trước combat thì các bạn sẽ fail blep teo. Đấy, bởi vì sao ạ? Bởi vì chiếu 1 của nó sẽ không được, khi nào kích hoạt chiếu 1 xong thì nó mới được tính lại hồi giây hồi chiếu. Nếu các bạn lướt chiếu 1 trước trong combat mà các bạn không được bắn thì cộng thêm 3 giây hồi chiếu nữa. Thì ví dụ trong combat tổng thì các bạn sẽ không dùng chiếu 1 và chỉ di chuyển đỡ đỡ mất đi 7 giây. 6 giây, 7 giây các bạn đứng im như vậy, các bạn sẽ rất yếu. Cho nên lời khuyến khích của Violet, tất cả các bạn chủ đích đánh hoặc lá vào đánh thì sẽ dùng chiếu 1, còn không thì các bạn hãy giữ chiếu 1 đấy cho mình. Có 2 bước. 1 là để né, lùi về một nhịp, để ví dụ tăng tím địch tăng ná tay vào thì lùi một nhịp. Còn không, chữa một các bạn phải chắc chắn rằng lao lên cống được thì các bạn sẽ dùng chữa một đấy. Dùng chữa một là phải bắn được luôn, chứ không phải dùng chữa một để karakare như ngày xưa nữa. Cho nên Violet nó thay đổi một cái lối chơi hoàn toàn mới lạ, nên các bạn hãy cân nhắc giúp mình. Đấy, khi mình lao lên bắn thì mình sẽ dùng chữa một luôn. Còn không, cảm giác không bắn được hoặc không gây đam được thì không bao giờ lướt chiếu 1 để đi bổ lao vào combat làm gì cả. Hãy nhớ cho mình điều đấy nhé. Điều này rất tốt để các bạn chơi Violet. Đấy, hiện tại bây giờ thì mình có khá nhiều tốc độ đánh thôi. Bây giờ thì mình bắn thương rất là đau các bạn nhé. Cho nên là đây, mình sẽ lên cái cung bảo tổ luôn. Bây giờ thì cái lượng đam mới bắn. Đây, lao lên, chữa bá trước, bạch. Rồi, lên. Trời, đám đâu đám mà to vậy. À, mình sẽ phải lên hai cái chỉ màng anh em nhá. Nhớ nhá. Nói chung là cái đoạn đầu game ấy thì các bạn thấy mình lên hai cái chỉ màng giống như Ngộ Không ấy. Violet là một vị tướng rất phụ thuộc vào tỷ lệ chỉ màng. Bởi vì vốn gì không có tỷ lệ chỉ màng thì nó rất là yếu, bắn cháy không có chỉ màng yếu lắm. Cho nên cái thành kiếm là nói chung hầu như build này là một bộ build chấn phái của mình. Rồi, thì đây là đâu? Còn chúng ta đếm dần giữa và late game như thế nào. Violet thì sẽ có hai cách chơi. Một là tham gia combat tổng, hai là chúng ta tham gia đánh bắt lẻ. Ok, rất tốt. Bởi vì vốn gì đang Violet mà theo cái lý thuyết ấy, chỉ cần lướt chơi 1, bắn trúng đối phương một cái, dùng chiêu 2, chiêu 3 và bắn thương một cái là kết thúc một đối phương. Thậm chí là pháp sư hay là thằng Nagaroth. Đấy là theo lý thuyết. Nhưng
Các bạn hãy nhớ rằng Violet nó sẽ kết hợp bàn tay phần nhiều, cho nên các bạn dùng chữ 1 xong các bạn sẽ phải bàn tay là phần chủ yếu nữa các bạn nhé. Đây, cái pha này rồi, con chữ 1 lá lên, chữ 3 bạch chào bạn. Đấy, đơn giản chưa? Đó là theo lý thuyết các bạn nhé, cực kỳ easy luôn. Cho nên khi chúng ta đặt một lượng đô hoặc xanh hơn đối phương một chút hoặc là nhìn tiên thôi, thì chúng ta sẽ chọn cái cách gọi là di chuyển bắt lẻ cũng được. Violet là một vị tướng bắt lẻ khá tốt bởi vì cái tầm bắn nó xa. Khi các bạn, nói chung các bạn phải là cái thì chủ động gấp. Nếu các bạn muốn bắt thằng Nakaroth hoặc bắn bất kể thằng nào thì bắt buộc các bạn sẽ phải gây đám trước. Mà gây đám trước như nào? Đây, cái pha nó có mắt tổng này, các bạn nhìn cách mình đứng này. Từ từ nhá, nhìn cách mình đứng này. Luôn luôn đứng tuyển 6 nhá. 6 của kia không thằng nào gây đám được cương lao hết. Các bạn thấy chưa? Cho dù team mình còn 5 thằng đi chăng nữa, mình không bao giờ lao lên tuyển đầu làm gì cả. Mình sẽ vẫn cứ đứng người đứng 6 bắn thằng đầu tiếp. Cái pha vừa rồi thì mình zona cũng đi. Thì thợ đồng đội thông cảm, nhưng không sao mà đấy giết. Miễn sao trận đấu này win là được rồi. Còn đồng đội thì thực sự cái pha này mình nhận nhìn thì vẫn ok thôi. Mình không dồn đám thì đồng đội cũng dồn. Thôi cái pha này mình ăn đi. Anh em ạ, vẫn đấy giết. Đấy, cái kỹ năng có mắt tổng này là cái pha vừa rồi đấy. Cái pha vừa rồi là cái kỹ năng có mắt tổng cực kỳ tuyệt vời luôn. Đầu tính năng, các bạn không được tham lên lao lên trước để làm gì cả. Các bạn đừng bao giờ bị tham hay bị cuốn ham. Các bạn sẽ phải bắn cái thằng tuyến đầu của nó tiến phóng như ra. Các bạn hãy nhớ nhá, Arum, Na, Floor. Khi nào các bạn phải kết liễu những cái thằng không còn một cái mối nguy hiểm nào nữa thì các bạn sẽ có quyền được lao lên tuyến 1, tuyến trên để bắn. Còn không, các bạn hãy đứng thật xa, thật sau. Và chắc chắn các bạn kiểu riêng được bắn, mà phải là bắn thằng tanker trước. Đấy, cái gọi là cái lý thuyết combat chuẩn chỉ là như vậy anh em nhé. Hãy nhớ mình điều đấy nhá. Hãy nhớ mình điều đấy. Chứ không chơi việc đây này, cái pha này. Rồi, ngon. Chứ không anh em chơi Violet, thực sự là cái mùa này nó không còn lướt chữ 1 nhiều nữa. Ngày xưa thì lướt được 2 lần chữ 1 thì nó rất là bá đạo. Nhưng bây giờ chữ 1 của nó không, hầu như không phụ thuộc nhiều phần chữ 1. Nên các bạn hãy nhớ như mình, không bao giờ được lao lên tuyển 1. Còn đấy những pha bắt lẻ này, khi mình cảm giác cái build của mình đủ tầm bắn 1 chữ 1 và chữ 3 chết một đối phương thì mình có quyền lao lên. Rồi, ôi, đau cho các bạn này. Đây, thằng Na vào này. Đấy, cái gì? Ây, lao lên, tao bắn cầm bay luôn. Đấy, cái gì, lướt. Này thì hay cho té không còn nội tài nè. Đấy, các bạn lơ sứ là ấy liên. Đấy các bạn nhá. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Cách chơi Violet rất đơn giản. Khi mình sánh lên thì cái việc 1 cân 2 rất là easy luôn. Đấy, các bạn vẫn cứ để cho thằng Na lao vào đi. Khi các bạn, nói chung là khi các bạn bị một thằng nào mà lao vào á, các bạn mới lướt chứ một trước thì đồng nghĩa các bạn sẽ đừng bắn cháy vào 50-50. Nhưng các bạn còn chứa một ấy thì các bạn sẽ áo black 50%. Chẳng hạn thằng Na bay vào đi, các bạn có chứa một lui ra một nhịp thì thằng Na là sẽ bị mất một nhịp đánh của nó, thì chúng ta sẽ áo black lại được. Chứ các bạn mà lướt chứa một trước mà các bạn phải chơi đến mấy giây hồi chơi là có thể sắc thôi, chấp nhận xác định đã đi luôn. Đấy, cho nên cái quan trọng của cái led là chứa một các bạn phải dùng thật. Cái mùa này chứa một các bạn phải dùng thật là khôn khéo và chuẩn chỉ nhé, không lừa dối là chết. Làm thế nào đi chăng nữa, khi các bạn bị rơi sát thương các bạn bắt buộc phải tập với trò quen lướt được chữ 1 để các bạn gây đám trả lại sát thương nó. Đấy là cách chơi Violet mùa này. Rồi, còn bây giờ thì không biết có phá qua bắt tổng hay không, nhưng những gì mình nói trong clip này hoàn toàn là những cái kinh nghiệm thực tế thực chiến mà mình đã từng chơi ở nhiều cái rank rất là rank rồi. Đấy, cho nên mình xin chúc toàn thể tất cả bạn cầm Violet ối rồi thằng nào. Đấy, hay cái tên này. Rồi, chữ 1 ra đi em đâu. Đau như con lao chào luôn. Đấy, easy chưa? Clip này thì không biết con có bắt tổng được không, nhưng mà hy vọng các bạn hãy nằm cho mình. Giai đoạn đầu game thì Violet cần phải tham 4 phút đầu tiên. Không cần phải ăn hàng ở giai đoạn đầu game đâu, mà các bạn giai đoạn 4 phút các bạn không bị thọt vang, không bị thu thiệt vang của team địch là các bạn chơi được. Violet chúng ta sẽ chỉ chơi giữa và late game. Các bạn hãy nhớ mấy cái điều đấy nhá. Violet không dành cho đầu game. Ngày xưa thì nói chung là có Violet ép trụ, không nói những mùa này không còn cái chiến thuật ép trụ nữa, thì Violet giờ đầu game coi như bứt khoáng đi, thám đi và chỉ chơi rửa và late game. Và khi các bạn chơi rửa và late game thì cái kỹ năng combat tổng hoặc là trong combat các bạn sẽ phải giữ thì không bao giờ được lao lên, mà phải kết liễu hoặc là giải quyết xong những cái tuyển đầu của nó đã thì các bạn mới được lao lên bản những cái tuyển 2, tuyển 3. Hãy nhớ khi mình nhìn điều đấy. Thì mình xin chúc các bạn chơi Violet thật tốt và mình nghỉ clip để kết thúc rồi. Và các bạn hãy chờ đón đi. Khi nào mình chào các bạn thì những siêu phẩm ở năm ở đứng sau, các bạn hãy coi hết clip để mình tập trung đánh. Các bạn sẽ có được những kỹ năng thật là tuyệt vời. Rồi, hẹn gặp các bạn ở clip 6 nha. Tất cả bạn ấy mài yêu. Always
I wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout, and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop it, it's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat them. Make mistakes real fast, then you learn how to beat them. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grieving. Put your foot on the gas, don't never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything.